I can be gone. Cái mụn nó không có cái đầu đi, cái da nó bít lại luôn đi, nhưng nó lại dễ vì nó mềm mà dưới á, những cái cục này, những cái cục cái da nó còn vàng, có thấy những cục trắng nha, thì da trắng nó có thể bị hơn, còn cái này là nó giống như nó muốn ăn vào da luôn. Thank you.
ở trên này thì nhìn nó như này, nhưng mà ở dưới của nó rất là bự. Không ngờ được cái đầu nó to đè đi đè lại nó cũng không ra luôn á. Như là thằng lao như vậy còn hơn là đè không ra cái về viêm sinh lên quá hơn. Ý là nghe thấy nó chưa đi thôi.